Xin chào quý vị và các bạn yêu âm nhạc trên mọi miền của Tổ quốc. Chiếc ống kính máy quay của Hồ Nguyễn Đông Anh là hai chiếc âm ly Neumann có model L309V và cặp loa JBL L100 Century, ba loa thẳng hàng. Tại trung tâm Hồ Nguyễn Đông Anh thì luôn luôn có những cặp loa, những chiếc âm ly đẹp và chất lượng để phục vụ quý vị và các bạn yêu âm nhạc trên mọi miền của Tổ quốc. Tuy nhiên hôm nay Hồ Nguyễn Đông Anh lại về thêm một cặp loa rất nổi tiếng. Khi nhắc đến L100 thì ai ai cũng nghĩ ngay trong đầu nó là 100 Century. Vâng. Và bên cạnh đây cũng là một cặp loa mới về trong ngày hôm nay như tôi đã giới thiệu rồi, cặp loa L150A có hai bát, một bát âm, bát dương. Cặp loa cao 1m05 đây ạ. Và cặp loa L100 Century ba loa thẳng hàng. Cao 65 cm các bác nhé. Cặp loa này mà được ghép cùng với con âm ly 309V thì cho chất âm rất là hay. Vâng, rất mềm mại, tinh tế, ngọt ngào và đặc biệt là giá thành lại không quá cao. Hai chiếc âm ly Neumann L309V đẹp xuất sắc. Vuông thành sắc cạnh đây ạ. Vỏ zin ạ. Vỏ zin. Mặt mũi rất đẹp, không chảy xước. Nếu như các bác quan tâm đến những sản phẩm âm thanh cao cấp và đặc biệt là cặp loa JBL L100 Century cùng với những chiếc âm ly Neumann thì xin mời đến với Hồ Nguyễn Đông Anh ở địa chỉ số 10-12 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984-285-477 các bác nhé. Vâng, ngày mai tôi sẽ làm một video giới thiệu chi tiết hơn về cặp loa L100 Century. Các bác thấy được những sản phẩm đẹp đang có tại Hồ Nguyễn Đông Anh ạ.